Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên, anh xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và dành sự như ý. Mọi người muốn theo dõi những bản tin mới nhất và có những yêu cầu về những cái bài phân tích về những sự kiện của xã hội, quý vị đừng ngại hãy nhấn bấm like và subscribe và để lại bình luận ở dưới video clip này. Em sẽ cố gắng đọc bình luận và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Ok, hôm nay chúng ta trở lại cái câu chuyện mà rất là nhiều bạn bè cũng giống người thân, khán giả của mình trong một tuần đổ lại đây cứ hỏi mình hoài, hỏi cái câu mà Đoàn Duy Băng là ai, cái câu chuyện lùm xùm như thế nào, hãy kể cho chúng tôi nghe. Thì trên màn hình với các bạn á là cái tựa đề ai đứng sau công ty đa cấp tai tiếng liên quan đến vợ chồng Đoàn Duy Băng. Nói tóm lại là trong một cái lúc mà giông bão, chúng ta đã lên những cái lời hứa như thế nào. Ví dụ như khi mà chúng tôi gặp bão như vậy, chúng tôi nói giá trời vì con còn sống. Còn nếu con còn sống, con sẽ đem hết 70% gia tài của con để con bố thí cho thiên hạ, con chỉ sử dụng 30% thôi. Sau đó thì cái lời khấn vái, của khấn nguyện của chúng ta đã thành hiện thực. Toàn bộ một cái làng đó chết sạch hết, chỉ còn ơn chúng ta nha, chúng ta may mắn. Hoặc là giống như trong một cái chuyến mà cái du thuyền nó bị lật, Titanic chẳng hạn đó, ví dụ như vậy cho bạn hình dung. Thì người ta giái rằng nếu người ta sống thì người ta sẽ đem hết 100% tài sản của người ta cho cộng đồng, tại vì lúc đó không có gì quý hơn mạng sống của người ta nha. Thì thường thường người ta nói câu là người ta dễ quên những lời thề thốt trong bão giông đó. Thì từ cái câu chuyện đó mà người ta liên tưởng đến Đoàn Vi Băng trong quá khứ nha. Hai cái nhân vật rất nổi tiếng này đã có những cái vấn đề gì mà làm cho cộng đồng mạng quan tâm rất là nhiều, hay các anh chị và các bạn làm quan tâm rất là nhiều, tại sao họ lại nhắc tên những cái người như thế này? Chúng ta sẽ tìm hiểu về bài báo giao thông và sau đó là sự vùng lên của thầy Bảy Nguyễn Xin. Trong cái trang Facebook thầy Nguyễn Xin cũng rất là đầy đủ các anh chị các bạn, đầy đủ, rất là đầy đủ. Thì chúng ta sẽ qua đó, chúng ta sẽ bình luận. Chỉ mong rằng thầy Bảy sẽ không có lừa Full Game Mobile để mà em bị phạt các anh chị các bạn nghe, bị phạt đó. Ok, chúng ta chuyển qua cái bài báo giao thông, xin mời chuyển giùm em website đây. Bài viết này thì báo giao thông, tiếng nói của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn quốc gia, ai đứng sau công ty đa cấp đầy tai tiếng liên quan đến vợ chồng Đoàn Vi Băng. Vợ chồng Đoàn Vi Băng từng là quản lý cấp cao công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội, rất nổi tiếng trong thế hệ 8x 9x qua việc lùa gà về hộp kinh doanh đa cấp bán sản phẩm chức năng giá cắt cổ. Vị trí của hai vợ chồng Đoàn Vi Băng ở đa cấp Lô Hội. Trong làn sóng phản ứng của cộng đồng mạng liên quan đến các dự án phát ngôn vợ chồng Đoàn Vi Băng, nhiều người cho biết cặp đôi trong quá khứ đã dính líu với một công ty đa cấp chuyên lùa gà bán sản phẩm với giá cắt cổ. Theo tìm hiểu, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ và vợ Đoàn Vi Băng được biết đến từng là quản lý cấp cao tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội. Tại những cuộc họp thảo của Lô Hội, vợ chồng này luôn được người phát biểu khoe khoang về doanh số khủng và kêu gọi những nhà bán hàng khác tham gia vào hệ thống. Có đầy đủ khuôn mặt nha, đừng nói là em nói thêm nó bớt nha. Ở một sự kiện, Đoàn Vi Băng tự tin chia sẻ mọi người đều nói Băng bán hàng rất giỏi, tuy nhiên thực sự Băng không thể bán hàng giỏi nếu sản phẩm của chúng ta không đạt chất lượng. Ngay khi những hình ảnh video xuất hiện, cặp đôi này được đăng tải trên mạng xã hội, hàng loạt các thế hệ 8x 9x đời đầu đều nhận ra thương hiệu công ty Lô Hội, bày tỏ sự phẫn nộ. Một bạn đọc chia sẻ nhiều lúc thắc mắc tại sao vợ chồng Đoàn Vi Băng giàu vậy, hóa ra trong quá khứ từng tham gia bán hàng đa cấp Lô Hội. Một người khác bức xúc, giấc mơ nước Mỹ của doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ vẽ mãi khiến bao nhiêu sinh viên lầm đường lạc lối, đẩy nhiều gia đình vào những nợ nần bán sập tài sản. Đáng chú ý khác với phần phản ứng nhanh nhảu đáp trả của mỗi khi bị đàm tiếu, lần này vợ chồng bà Vi Băng lựa chọn phương án im lặng. Đa cấp Lô Hội vẫn chứng nào tật đấy trong chương trách nhiệm Lô Hội. Lô Hội được thành lập 2001 tại 193/11 đường Tam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm bà Trương Thị Nhi,
chủ tiệm hội họp bán hàng đa cấp Việt Nam nắm 98,72%, Nguyễn Thị Thùy Dương nắm 1,28%. Được biết Trương Thị Nhi đã đắc cử hiện đóng vai trò là chủ tịch hội đại hội hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam nhiệm kỳ 20-2025. Tổng giám đốc kiêm người đại diện hợp pháp lực của lô hội là bà Trương Võ Hoàng Ý. Công ty lô hội cho biết doanh nghiệp là nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm chức năng mỹ phẩm mang thương hiệu Forever Living Product của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Đây, dù tự tin bán hàng xịn từ Mỹ với người đứng đầu là chủ tịch hiệp hội bán hàng đa cấp, song lô hội cũng đã bị thanh tra xử phạt nhiều lần. Theo đó, năm 2006, đoàn thanh tra Sở Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Hội với nhiều sai phạm. Kết luận thanh tra cho biết các sản phẩm đa cấp của lô hội có giá cao gấp nhiều lần so với giá mua, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Cụ thể, mặt hàng soja mascara của Canada vốn có 15.000 đồng, giá bán sỉ công ty lô hội là 171.000, cao gấp 11,52 lần. Giá bán lẻ lên tới 244.000 đồng, cao gấp 15,1 lần giá vốn. Viên bổ sung dinh dưỡng Forever Bifolin của Hoa Kỳ giá gốc có hơn 3.000 đồng, nhưng giá sỉ lên đến 240.000 đồng, cao gấp 75 lần. Wow. Giá bán lẻ còn kinh khủng hơn, cao gấp 117 lần lên đến 348.000 đồng. Một trong những vi phạm nghiêm trọng khác là người nước ngoài tổ chức kinh doanh dịch vụ tại công ty lỗ hội. Các nhà đầu tư quốc tế và tư vấn tài chính công ty lỗ hội đã thực hiện các hoạt động cung ứng dịch vụ thương mại vì mục đích sinh lợi tại Việt Nam mà không giấy chứng nhận giấy phép kinh doanh, không có giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đoàn thanh tra cũng kết luận lô hội có hành vi nhập khẩu kinh doanh hàng hóa không đạt chất lượng, vi phạm pháp lệnh chất lượng hàng hóa. Trong quá trình hoạt động cũng đã có rất nhiều người phản ánh tố cáo lô hội đến cơ quan chức năng và các quan dung nói cáo các sản phẩm phóng đại lừa dối người tiêu dùng, giá quá cao mà tác dụng không như quảng cáo. Đáng chú ý, theo ghi nhận phóng viên, dù đã thanh tra phát hiện sản phẩm trên trời nhưng hiện tại giá của những sản phẩm mặt trên không giảm mà còn tăng rất nhiều. Như viên hàng bổ sung dinh dưỡng Forever Bifolin hiện nay bán lẻ đến giá 568.818 đồng. Các bạn có thể là tìm hiểu thêm nha. Mới nhất vào ngày 5 tháng 5 2024, Ủy ban cạnh tranh quốc gia cho biết có nhiều vi phạm pháp luật về kinh tế đa cấp, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại lô hội đã bị xử phạt hành chính 220 triệu đồng. Trong đó các hành vi bao gồm không thực hiện đúng cách sửa đổi bổ sung giấy tờ chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định, hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi cơ sở chưa được Sở Công Thương cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương, thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo các hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật, không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký, không thực hiện đúng quy trình xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho từng người tham gia bán hàng đa cấp hoặc khách hàng mua hàng trực tuyến. Đó, có rất là nhiều thông tin trong thời gian qua. Ca sĩ Đồng Mỹ Băng được ông xã tặng siêu xe phô chơi tay găm gần chục tỷ. Đó, thì chính vì điều đó chúng ta chuyển qua bên Nguyễn Xin. Đây là kênh của anh Nguyễn Xin và đây là Facebook của Full Game Mobile nha anh chị các bạn. Mới đó ngồi ăn vỉa hè khoai tây chiên mà sau mấy năm anh thuê hẳn đầu bếp 5 sao về nấu ăn riêng cho nhà, em xin kính ngưỡng mộ. Đây, cho hỏi vợ chồng anh Quốc Vũ chị Băng về nhiều yếu tố anh vừa kể thì cụ thể là dự án xây nhà cho người vô gia cư vùng ven biển của anh chị bị vướng ở quận nào huyện nào, chính quyền ở quận nào huyện nào gây khó khăn cho anh chị vì cấp phép xây dựng, anh cứ nói rõ lên trên mạng coi như vậy chứ nhiều chuyên gia biết đâu sẽ có người đứng ra phúc anh chị cần thủ tục pháp lý hoàn toàn miễn phí chứ. Hứa danh dự là xây chung cư 100 phòng cho người vô gia cư ở ven biển Sài Gòn, vợ anh thì lên clip nói nhà nước ủng hộ rồi còn muốn sau này xây nhiều nhà chủ như vậy nữa, xong khi dư luận bóc tách anh xóa bài, xong anh lên dòng nhà dòng trên Đắk Nông anh góp quỹ xây dựng cùng giáo xứ rồi đem ra anh kể nó bị lệch nhau nhiều quy mô lắm. Nếu tiện anh công bố luôn là anh đã góp bao nhiêu kinh phí cho dự án lần này để dư luận biết lòng tốt của anh chị. Cũng sẽ có người cho rằng miễn là có từ thiện là được, đỡ hơn không làm. Cũng đúng, nhưng lời hứa của anh ấy là khi mang nhiều giá trị và lợi ích cho bản thân và gia đình ấy hơn là đối tượng được hứa hẹn. Gì thì gì chứ nói về độ giàu và hứa hẹn thì năm 2008 mình đã chứng kiến rồi.
Thời ở K300, sáng nào mấy ảnh cũng thuê siêu xe đến chỗ đầy đường, rồi vào huấn luyện cho mấy đứa sinh viên 7-8x. Biết bao nhiêu con người lúc ấy vướng vào phải về quê lùa cả gia đình mình, dòng họ để mua những sản phẩm kém chất lượng chỉ vì hoa hồng và mấy cái danh hiệu ảo mà công ty đa cấp lúc ấy đưa ra. Nhiều gia đình ân hận đến tận bây giờ. Từ một huấn luyện chuyên đào tạo sinh viên mới trong công ty đa cấp, đùng một cái tự nhiên một ngày thấy ảnh lên báo có cái mác doanh nhân bất động sản khoe xe khoe nhà, ác thiệt chứ. À đây, anh nằm suy mãi lúc bức rứt trong người quá nên anh và bạn quyết định ai bán khu vùng đất ven như Bình Chánh Nhà Bè tầm 1.000-2.000 m² không, anh muốn mua, anh sẽ dựng cái chung cư với hàng trăm căn phòng cho người vô cư miễn phí hoàn toàn. Chứ nhìn bà con dịch không chống lương thân không, anh không chịu nổi, mô hình này mà ổn thì sẽ làm hàng loạt cưới danh dự, mọi người tin và ủng hộ anh chứ. Đó thì em nói là mọi người là lời hứa nó sẽ quên nha. Đây, như vậy là anh đã hứa xây nhà cho người vô cư nhưng ta không làm. Đây còn đây là những cái video clip về về bán hàng đa cấp mà hồi nãy tôi đã đọc cho các bạn nghe rồi. Tiếp tục, còn đây là cái gì, chia sẻ. Ủa là không có giàu nổi. Nó gặp em là cái con bán hàng online mà. Bán hàng online là em bán trên cái Facebook của em. Thì cái Facebook của em thì nó phải như thế nào người ta mới vô cho đông lên rồi em mới có khách em bán. Chứ Facebook của em mà như mấy chị là em nghèo như mấy chị rồi em ngồi ở nhà em coi người ta giàu em mệt cái lợn. Ý Đúng không? Đó, ghê tại bây trời, giờ cái Facebook của em tối ngày ví dụ em lên em đăng những điều hay lẽ phải. Cuộc sống hôm nay thật đẹp. Ôi con chim đậu trên cành cây hót réo von. Ôi bông hoa đã nở rộ rồi em đăng mấy cái đó rồi em ăn quần hương hay gì. Ai mà thèm vô Facebook của em coi. Trời ơi ngộ cái nết vậy. Đó mấy chị có công nhận không cũng nhờ mấy cái clip em khoe của mấy chị đến mới biết tới em. Mấy chị mới mò vô Facebook của em mấy chị coi để mấy chị khẩu nghiệp. Chứ mà em suốt ngày cây cỏ lá cành thì làm sao mà em thu hút được. Trời ơi là trời. Mà em khoe của cũng của em làm ra chứ bộ em nhảy dựng vô bàn thờ nhà mấy anh mấy chị em lấy của về em khoe làm sao mà mấy thiệt mà bây giờ em có nhảy vô nhà mấy chị cũng không có cái gì cái quần gì để mà em lấy về em khoe ghê. thử. Thôi bỏ đi, khó chịu quá, nghe khó chịu quá. Tiếp tục đây, Đoàn Vi Băng hãy gọi tôi là nhà làm phim trăm tỷ. Đó là chia sẻ Đoàn Vi Băng, giám đốc sản xuất đầu tư chị em khi cán mốc hơn thu hơn 100 tỷ. Ngày 9 tháng 2, đơn vị phát hành công bố doanh thu phim điện ảnh chị em vượt mốc 100 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu. Như vậy sao Nhà Bà Nữ, đây là phim điện ảnh thứ hai của Việt Nam cán mốc 100 tỷ trong dịp đầu năm 2023. Đây, chiếc Lamborghini US này thuộc phiên bản Before Max Mission, được bán chính hãng với tự bán 3 với mức giá khởi điểm 16,5 tỷ đồng. Người ta mong chờ con số lợi nhuận. Tuy nhiên đối với bản thân Băng, Băng đã xin phép ông xã là cho phép Băng trích 70% lợi nhuận từ việc bán vé trong cổ phần của Băng để Băng đóng góp cho các quỹ từ thiện hướng về đồng bào vùng cao của mình. Và Băng hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng Băng chung tay đóng góp mua những cái vé xem phim. Khi các bạn mua những vé xem phim, nó đồng nghĩa với việc là những em bé vùng cao đã được giúp đỡ. Và Băng hy vọng là các bạn cùng Băng thực hiện thật nhiều những hoàn cảnh sẽ được giúp đỡ hơn. Wow, đứa này lớn như chuyện đây với nó được không ạ? Mình nghĩ đây là một hành đó. Ok, chuyển màn hình giùm em, nhiêu được rồi. Thì chúng ta thấy rõ ràng á, là có sự hứa hẹn khi giàu sang, nhưng mà tôi nói các anh chị và các bạn, hứa thì hứa chứ không làm có sao đâu. Nhưng mà các bạn biết trong cuộc sống chúng ta lực nhân quả nó có đầy nha, nhiều người tỷ phú sau một đêm ngủ tới sáng cũng tay mà trắng tay thôi. Do đó có ai hứa hẹn gì thì hãy gắng thực hiện, tôi không có bình luận về những vấn đề này. Tôi nói tóm lại là mọi người rất là dễ quên những lời hứa của mình trong lúc bão giông, nhưng khi mình đi chim hót rồi thì mọi người gắng thực hiện lại lời hứa của mình. Chính bản thân tôi cũng hứa với mọi người rằng khi kênh này được nút bạc, tức là 100.000 subscriber, tôi sẽ làm một bữa xịn soạn,
một cái bữa cơm xịn soạn, một bữa nấu đồ ăn xịn soạn để gửi đến cho trung tâm bảo trợ xã hội ở huyện Tân Hiệp, hoặc tôi sẽ làm ở ngay tại thành phố Gạch Giá luôn. Tôi hứa là như vậy. Nếu sau này tôi không thực hiện như vậy, mọi người có thể tẩy chay tôi. Nhưng mà các bạn thấy lời hứa của kênh Phương Đen Mobile có nặng ký hơn lời hứa của vợ chồng Đoàn Vĩ Băng hay là không? Trong cuộc đời làm YouTube 5 năm của mình có hứa với mọi người cái gì mà mình không thực hiện không? Mọi người hãy post mình đi. Ok, còn bây giờ mọi người nhớ bấm like, subscribe ủng hộ em để kênh đạt được nút bạc, và khi đó em sẽ thực hiện giống như mà em đã hứa với mọi người. Thử không thực hiện các bạn cứ tẩy chay. Các bạn nhớ, chờ cho không thấy, chờ lấy không hay. Những lời hứa trong bảo dâm của chúng ta nhớ thực hiện nha. Còn chúng ta không thực hiện, không ai làm chúng ta nữa. Nhân để lực nhân quả làm chúng ta. Ok, một lần nữa Phương Đen Mobile cũng rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi clip này. Các bạn đã hiểu về câu chuyện Đoàn Vĩ Băng chưa? Nếu các bạn chưa suy nghĩ nữa, nếu các bạn cần làm clip nữa thì em sẽ làm clip cho các bạn xem. Đó, thì em cũng đã phục vụ các bạn rồi. Các bạn nhớ subscribe kênh nha các bạn. Cảm ơn các bạn.